nay nhóm 13 của chúng em báo cáo đề tài mặt thực tế. Em là Nguyễn Hoài Phong. Em là Nguyễn Thanh Tân. Hôm nay em sẽ báo cáo về mặt thực tế là cửa thông minh, ứng dụng RFID và mời thầy và các bạn cùng theo dõi tiến trình của nhóm em. Cái modem của mình mua về thì gồm có cái modem RC522, một cái khay 4x4, một cái LCD. Bên đây thì mình sẽ có động cơ bước để nối với cái chốt cửa và một cái L298 để mình đảo chiều cái động cơ bước. Và cái đây là cái mô cái phần này là con bit mình làm ra một cái bo để ra chân cho nó. Thì những cái modem mình đem về thì mình đã gia công nó lên một cái tấm mica nhìn cho nó sẽ được đẹp hơn. Thì bây giờ mình tiến hành kết nối chân. Thì mình sẽ tiến hành kết nối dây nha. Thì mình đã kết nối sẵn cái bút dơ với lại các led rồi với mấy cái dây này rồi. Giờ mình tiến hành nối dây vào trong cái bọt các bọt của con bit 16F887 ha. Thì hiện tại cái mình sẽ kết nối cái khay 44 này mình sẽ kết nối với bọt B. Không, nó chạy rồi. LCD mình nói với bọc D. LCD đây, LCD đây nè. Giờ mình nói bên bọc D trước. Nói từ D7 tới D4. Chỉnh độ phân giải cho LCD. Đây. Đó. Được. Rồi, phần LCD đã kết nối xong. Bây giờ mình sẽ kết nối tới phần modem RC522.
Theo thì nhóm của mình sẽ trình bày về nguyên lý hoạt động của cái cửa thông minh này. Thì có hai chế độ để mở cửa, đó là dùng thẻ tag là cái modem RC522 và dùng mật khẩu và thông qua cái bàn phím này và hiển thị thông tin lên trên cái LCD. Hiện tại thì cửa chúng ta đang đóng. Và LCD hiển thị là chúng ta nhập mật khẩu hoặc là dùng thẻ tag. Thì mình sẽ trình bày cái chế độ là dùng thẻ tag RFID trước. Đây, mình sẽ mở cửa. Đây, cửa đã mở lên. Chốt cửa mở lên. Thì ở đây chúng ta lại tiếp tục muốn đóng cửa thì chúng ta dùng thẻ tag. Đây, chúng ta đóng cửa. Và đây, nó hiển thị là cửa đóng. Thì mình sẽ thử dùng một cái thẻ tag không 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 được set trước, không được set ở trong cái dữ liệu trước. Đây là thẻ tag sai. Thẻ tag sai để mình thao tác thử coi là nó có mở cửa hay không nha. Đây. Và cửa không mở, cửa vẫn đóng. Đây, thẻ thẻ tag chúng ta. Đây là thẻ tag sai. Thì mình thử với một cái thẻ tag khác nữa. Đây. Thì mình trình bày tiếp về chế độ của password. Đây, password. Mật khẩu mặc định của nó là 6 số 1. Mình sẽ bấm. Bấm Enter. Đây, cửa mở các bạn. Này, mật khẩu là đúng rồi. Thì bây giờ cửa mở thì chúng ta thử cái chế độ đổi password ha. Bây giờ password mới của chúng ta sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Thì LCD kêu chúng ta nhập lại cái password một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Cửa đóng lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử với cái password mới nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Đây, cửa mở. Chúng ta đã đổi password thành công. Thì bây giờ chúng ta thử cái chế độ đây vẫn hoạt động bình thường. Thì bây giờ chúng ta thử coi nếu như chúng ta nhập mật khẩu sai thì sẽ như thế nào ha. Thử với 6 số 6 chẳng hạn. Đây, một lần sai. Hai lần sai. Đây, chúng ta thử cái. Đây, lần thứ ba sai là buzzer sẽ kêu trong 15 giây, chứng tỏ là chúng ta là không phải chủ nhân của cái ngôi nhà này. 15 giây buzzer báo không phải là chủ nhân của ngôi nhà thì chúng ta sẽ thử lại, thử mở cửa lại để coi coi hệ thống của chúng ta có hoạt động bình thường hay là bị xung đột gì không. Chúng ta thử lại với thẻ tag rễ bay đi ha. Đây, hệ thống của chúng ta vẫn hoạt động bình thường. Chúng ta sẽ đóng cửa lại nha. Rồi, thao tác xong rồi thì bây giờ chúng ta kiểm tra lại mở cửa bằng mật khẩu ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoạt động, cái hệ thống vẫn hoạt động bình thường.